Chào mọi người đã trở lại với kênh của mình. Chào bạn. Hôm nay mấy anh em mình rảnh tập hợp lại đây để thực hiện thêm một cái trò chơi dân gian nữa. Mấy em đóng góp ý kiến đi, muốn chơi trò gì? Rồi. Rồi. Chơi trò nội. Rồi, tới nữa các bạn ơi. Bộ anh không nghe mùi sầu riêng hả? Thôi, thôi. Ê, cậu mới sầu riêng nào? Cho tôi xin biết rồi. Thôi, trả mày luôn nè. Gớm rồi. Ê, gớm hả? Đưa đây tặng cho. Ngon. Coi bộ mấy đứa phải ăn trái cây chứ hả? Hôm bữa mới đi vườn măng cục rồi mà trời. Ăn chưa có đã anh ơi, cái đó là vườn măng cục chứ đâu phải là vườn sầu riêng đâu. Đúng rồi đó, chứ không phải mình đi về ngoại, đâu có đi vườn măng cục chung với mấy anh chị trong team được. Cho nên hôm nay anh dẫn em đi vườn sầu riêng đi, để có mấy kỷ niệm vui vui trong mùa hè này chứ. Đang cuối mùa sầu riêng nè anh Vinh, mai mốt mà hết mùa anh muốn đi cũng không được đâu. Thằng này nó mê ăn sầu riêng rồi, giờ nó bàn vô rồi các bạn. Không nhất đi vườn sầu riêng chứ vậy. Dạ. Ai ăn sầu riêng được giơ tay. Dạ. Rồi những bạn giơ tay theo anh. Còn hai đại ca này ăn không được thì thôi ở nhà ha. Anh Vinh. Chị em đi dưới, em không biết ăn sầu riêng nhưng mà mấy trái cây khác em ăn được. Đúng em rồi. Đi đi. Cho tụi em nó đi đi. Rồi giờ nó cũng nói lại lộn xộn cho. Đúng rồi đó. Mày cũng lộn xộn nữa, hồi nãy mới nói là giờ mình sầu riêng thúi rồi giờ cũng đi theo làm gì? Thúi thì thúi thiệt đó, nhưng mà gán thì em ăn được. Chứ không lẽ team đi chơi mà đến nhà các bạn. Thôi thôi đi nhà thôi. Đi. Tụi mình đang trên đường tới vườn sầu riêng nha các bạn. Từ nhà mình mà sang vườn sầu riêng là 20 mấy cây số luôn á. Bữa nay ngồi quá thoải mái luôn các bạn ơi, tại vì chống hai ghế của Vũ Thanh với chị Thảo á. Rồi tại hai người đó mắc ói á nên đi chung với anh Vinh. Đúng rồi. Mình với Tử Hùng mà không có ăn được sầu riêng các bạn, và bạn chắc ăn mấy trái khác quá. One hour later. Tụi mình tới vườn sầu riêng nè bạn ơi. À sao không thấy trái nào hết vậy ta? Ở miền Tây mình á, giữa tháng 5 là người ta thu hoạch sầu riêng xong rồi, mà tới cuối tháng 6 mình mới tới. Bởi vì bây giờ đâu còn trái nào đâu. Đi được là mai rồi đó, chứ tháng trước tụi mình đi học có thời gian rảnh rồi mà đi vườn trái cây. Hợp lý nè. Anh Vinh ơi. Hả? Bữa giờ đi vườn trái cây em để có một đặc điểm chung vậy nè. Nói nghe coi. Mỗi vườn người ta trồng nhiều loại trái cây, chứ không phải trồng riêng một loại. Ủa sao kỳ vậy anh? Ở trong cái ngành trồng trọt thì đây người ta gọi là phương pháp xen canh tăng vụ. Tức là trên cùng một khu đất người ta trồng rất là nhiều loại cây để mà tận dụng diện tích đất, tận dụng ánh sáng, tận dụng chất dinh dưỡng để mà ta có thêm năng suất, tăng thu nhập trong suốt năm nè. Dễ hiểu không? Ủa anh Vinh, còn thằng quay mặt đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy? Đúng rồi, em đây nè anh ơi. Mày đi ăn sầu riêng hay mày đi tắm biển? Anh mà anh không thấy hả? Trái sầu riêng nó gai không à, mình phải mặc đồ bảo hộ để cho nó an toàn. Thằng ở sầu riêng nó rụng vào ban đêm không à đại ca ơi. Đi xem đi đâu mà. Đây. Các bạn xem nhớ bấm đăng ký, like, chuông để ủng hộ kênh Tony TV của tụi mình nha. Chờ em với anh Vinh ơi. Đây 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 có một trái nè. Mới rụng luôn nè các bạn. Ê bên đây cũng có một trái nữa nè. Đây không nói rồi mà. Sầu riêng này ban đêm nó mới rụng chứ ban ngày làm gì rụng. Các bạn để ý nè, cái trái này nó mới rụng hồi tối cho nên giờ cái cuốn nó còn ướt nhẹp luôn nè. Đây 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 đây. Đó để em thôi các bạn, nói đây mình mua sầu riêng ngoài vô. Mua sầu riêng thì cái cuốn nó đâu có ướt như vậy. Hỏi dao nè anh Vinh khui ra đây. Anh gì gấp chưa? Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn biết cái phương pháp để mà mình phân biệt được khi nào cái trái sầu riêng chín, khi nào cái trái nó còn sống để mà mình hái ha. Sầu riêng chín á, thứ nhất là nó có cái mùi thơm thơm. Thứ hai, những người chuyên nghiệp ta cầm cái cán dao ta gõ nè, bạn nghe âm thanh nè. Pụp 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 nó kiểu vậy đó nè. Còn mà trái sầu riêng sống á sẽ kêu cụp cụp. Đầu em cũng cứng lắm nè, anh đổi vô đi. Gõ đầu mày chết tao tù hay vậy. Đây đây đây, đưa cây này lên đi. Đây, 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 đây gõ nó kêu nè. Coi nè. Khác chưa, khác chưa? Khác. Tắt vô đi anh ơi. Đây chế bụi đi anh ơi. Đây đây đây, chích cái đít nó một cái đã, từ từ. Kinh nghiệm chưa có nhiều. Rồi cua đi anh. Cua đi anh ơi. Em ơi nó mới rụng nhưng còn cứng lắm. Quá trời thôi. Rồi nè. Đây 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 đây, giờ nó đúng đánh ra nha các bạn. Từ 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 các bạn. Từ từ, vĩnh chế mạnh tôi đây. Mạnh lên. Ôi trời nó cứ nó cứng quá anh ơi. Trời ơi, coi chừng nó cứng đánh ra. Quá trời nó ngon rồi các bạn ơi. Ngáo, tập ăn đi. Dạ, muối ăn đi. Cho em xin nữa anh ơi. Rồi, quang mập, lấy cái muối bự bên này đi, quang mập ơi. Cầm, cầm, cầm. Rồi, rồi ăn đi. Đã rồi, ăn không? Đâu nữa, đâu nữa. Ủa, ngon.
nhanh nhanh nhanh. Thôi thôi hoài thôi đi ra chỗ này. Đúng rồi. Sao mày lại nhìn bẻ gì ăn không ơi? Nè 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 anh Vinh. Anh có coi có cái muối này nè các bạn. Đó chia nhau ra ăn đi. Ừ, ngon. Nó béo quá anh ơi. Thôi các bạn là cuộc đời của mình 28 năm lần đầu tiên ăn được cái muối sầu riêng mới rụng. Ngáo ơi, chiên miếng ngáo ơi. Đây 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 đây. Đây. Ngon quá trời ngon rồi. Nãy tao thấy là một tỏi nè. Ôi chết, sầu riêng bự quá kìa đây. Lúc mà nó chưa có chín á thì tao thấy nó bình thường. Mà sao chín rồi? Thúi quá mày. Tao cũng y chang mày đó. Vậy mấy cái mùi này đâu có nổi. Thì thôi đi mày ơi. Ừ, mà khoan nữa. Mình ăn không được á thì cũng phải đem gì cho gia đình mình ăn chứ. Đi chơi cái là quên ổng bả hả? Vậy thôi mày đi mày hái sầu riêng tiếp đi, tao kiếm trái cây khác tao ăn à. Ê Hùng, sao mày ích kỷ dữ vậy? Mày ăn không được á thì cũng phải hái gì cho gia đình chứ. Không phải, tao mà ngửi mùi sầu riêng á là tao mắc ói, còn ba mẹ tao mà ngửi mùi sầu riêng á là xỉu luôn đó. Cái trái sầu riêng này, cái gai nó chưa có to nè, chắc chưa có chín đâu. Thôi đi kiếm trái khác. Ừ, sầu riêng nó ngon. Quá trời đã à. Sầu riêng nó ngon thiệt đó. Nhưng mà nó nóng trong người dữ lắm nha chú Thanh. Em ráng ăn cho nhiều đi. Còn ngày mơ cái mặt nó mụn như việc kim cháy luôn. Anh Ngáo, em cũng học chung với Vũ Thanh nè. Mà sao mặt nó nổi mụn, còn em không nổi phục nào nè. Ừ, ha, ngộ thiệt. Nhiều khi em cũng muốn cho cái mặt của mình nó nổi 2-3 mụn mụn để biết được cái cảm giác nổi mụn với người ta. Mà sao nó cứ lan lớn như vậy nè. Giận tiếng mà nó quýnh ra trời. Ai mua sầu riêng, có ai mua sầu riêng, xin dừng chân ghé quán em. Em đây bán trái sầu riêng, nhưng em không bán tình duyên. Ây da, người ta hát hay á, mới ra bán được. Còn chị hát dở rồi, mà còn cao to nữa. Ai mua cho chị? Đúng rồi, cái giọng hát gì đâu, nghe chát cái lỗ tai quá. Hả? Ủa hồi đó giờ em chưa nghe câu hát hay không bằng hay hát hả? Em thấy chị hay hát đó. Còn chị hát hay chưa? Chưa mày, nhưng tương lai giọng hát của chị cũng y chang như vậy nè. Thôi, hai đứa ở đây chơi đi. Quan điểm khác nhau thì đừng có nói nhiều. Không nói nhiều, ăn sầu riêng không chị Thảo? Ăn mày. Thôi, ăn sầu riêng á chứ đừng có ăn em. Ôi, cái sầu riêng nó quá trời trái luôn kìa Ngao. Trời ơi, trái sầu riêng rụng nè. Ôi, nhưng mới rụng luôn á. Ừ. Trời ơi, con trẻ mũ quá trời luôn kìa. Ngao, nó thơm. Ui, ra lại luôn nè. Cái sầu riêng chín hả? Không. Ừ, thơm như vậy. Thôi bay ở đây ăn đi, tao đi kiếm chim dạ chế nữa để xíu đem về cho gia đình. Ừ, được. Cúi ra, cúi ra. Cúi ra lẹ đi. Nó thơm. Lẹ lên anh ơi. Anh Ngao, nghe theo mấy gì nè. Ngáo ơi Ngáo. Cái gì cua gà ăn nè. Anh nhìn lên trên kìa. Mình đi chỗ khác cua đi chứ đây coi kìa. Em nãy mới bị Thanh đấm nọc lên con mắt rồi. Giờ mà trái sầu riêng này nó rụng xuống trúng mắt em nữa cho em chết luôn á. Thì nó có lý nè, đi. Ghê quá. Đó thấy không anh Ngáo, chỗ này nó an toàn hơn nè. Tâm lý thoải mái ăn nó mới ngon. Tách lẹ đi. Còn nhanh lên Ngáo ơi. Trời thiếu. Trời lâu quá, lấy cái này tách đi cho nó lẹ nè. Cái cửa nè. Lấy tay ra. Người ta ăn sầu riêng lấy cái dao này tách vỏ ra được rồi. Còn em lấy cái gửi này ra làm chi? Tính chặt cái sầu riêng luôn á vậy. Thôi chứ em tách lâu quá, tách lẹ đi. Công cô nè. Để tách ra. Mạnh lên nha. Lên. 1, 2, 3. Lấy ra. Ê mấy đó. Nhưng mà cái màu của trái này nó không vàng bằng trái anh Vinh tách ha. Mà em thấy ăn nó ngọt như nhau mà có thấy gì đâu. Thôi ăn lẹ đi, còn đi xử mấy trái khác nữa. Lâu lâu vô cái vườn này phải ăn cho nó đã. Chứ ngoài chợ bán mắc quá, hàng mua không có nổi. Nhiều vô não rồi. Kiếm coi còn trái nào không. Ý, có trái sầu riêng nhỏ nhỏ nè. Ê, nó đâm vô mũi mình luôn nè các bạn. Mà trái này nó nhỏ quá, chắc không có nhiều thịt đâu. Thôi, hai trái vậy là được rồi. Bây giờ đem lại anh Vinh, nói với ảnh rồi cân ký đem về. Rồi ăn đi, hết trái này mình hái trái khác. Ừ. Ê, chút xíu nữa về á, giúp anh mang mấy vỏ sầu riêng này về tiếp nha. Anh lấy vỏ sầu riêng làm gì? Cỡ gà cái sớm của mình bị ăn trộm chó nhiều lắm các bạn ơi. Cho nên cha mình dặn, ăn xong nhớ đem mấy vỏ sầu riêng này về để cho ông trộm mới ăn trộm. Thông minh. Thông minh bằng tao không? Mình vừa nghĩ ra cái tác dụng mới của vỏ sầu riêng nè các bạn. Để coi mày món mình đó mình. Còn ai dám chặt vào cây mình nữa không? Mày yên tâm đi.
mày sẽ không bao giờ được vào sân thi đấu đâu. Sao không cho tao vào sân? Tại vì vừa vào sân, mày sẽ được trọng tài cho ăn một cái thẻ đỏ đó. Mắc gì không cho tao thẻ đỏ? Phải rồi, tại vì mày mặc đồ sai quy định. Vũ Thanh à, sáng tạo thì có rồi đó, nhưng mà nó không có tới. Thôi, đi lại chỗ của anh Vinh nè, còn anh hái được mấy trái rồi. Có gì mình xin, không phải đi kiếm. Rồi, đây đi. Đứng gà cuối tháng 6 mà mình thu hoạch cũng được một vỏ sầu riêng chứ các bạn. Ở đâu là xuất hiện, để tay xuống trời. Tự nhiên rồi nãy giờ không hái, tới hồi người ta hái xong rồi đi lại đây giật hay gì. Sao này ba đứa con gái mà có hai trái sầu riêng vậy? Tại sầu riêng nó cao quá à, chứ không có tối. Em hái được hai trái nè anh. Còn hai đại ca này sao ăn ổi luôn rồi? Tại nãy em lo hái ổi không mà quay lại không còn trái sầu riêng chín nó hết trơn á anh. Hết trơn rồi anh. Thì nhịn luôn đi em ơi. Trời ơi em đi anh. Được rồi, được rồi, buông ra đi. Bây giờ như thế này nè, bạn nào mà làm thơ về sầu riêng mà nghe hay á thì mình sẽ cho bạn đó một quả sầu riêng. Em não không to nhưng mà thơ thì một bụng. Wow. Để em sẽ nghe. À có rồi, sầu riêng nếm thử là riêng, bạn nào ăn được muộn viện tan đi. Chào anh. Chào anh. Ờ hay, thơ hay, cầm đi. Còn ưu tiên con gái trước đi. Okay. Nói anh. Em đi bán trái sầu riêng, sầu riêng bán hết còn nguyên nỗi sầu. Cho một quả sầu riêng luôn. Cầm. Đây có em nè. Như vậy mà cũng được gọi là hay nữa anh. Ôi, như vậy là hay lắm rồi đó. Rồi. Hồ Xuân Hương có một bài thơ rất là nổi tiếng. Bánh bào, bánh trồi nước. Đúng rồi. Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Để em coi coi. Có rồi. Rồi. À, thịt em vừa ngọt lại vừa thơm. Muối to nếp về cơm đủ đầy. À, đúng rồi. Cho trái bự luôn. Rồi bà nào làm thơ nữa không? Rồi, chào. Học hành nhiều mà làm thơ có hai câu mà không được là sao kỳ vậy? Thôi được rồi, cũng chiều rồi các bạn ơi. Hôm nay mình cũng rất là vui bởi vì thu hoạch cũng khá là ổn. Và mình sẽ đem cái số này vô cân ký, mua về tặng cho cha mẹ mình ha. Thì mấy em đây hôm nay vui không vậy? Vui! Được rồi, thì cái clip này mình cũng kết thúc ở đây thôi. 5 giờ chiều rồi đó. Thì mọi người ơi, thực hiện cái thao tác cũ, đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông để cho team mình có thêm động lực nha các bạn. Để mùa hè này một tuần cho ra 3 clip cho mọi người xem cho đã luôn. Wow. Bây giờ thì hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye. 1 2 bắt đầu. Ngáo kìa. Ngáo kìa. Ngáo kìa. Rồi thảo kìa, thảo kìa. Ôi thảo ra được rồi. Ôi, Hùng mới đang xong rồi. Hùng chiến thắng. Thảo ăn hết luôn rồi. Ngáo, còn một trái nữa. Ngáo còn một trái nữa. Ngáo còn một trái nữa. Còn ngáo kìa.